Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh trực tiếp 8 giờ ngày 25 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Chiều qua 24 tháng 2, Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Minh Hiệu và nhà thơ nhà viết kịch Hà Khang, hai tác gia lớn và cũng là những người dày công xây dựng, vun đáp tổ chức hội và phong trào văn học nghệ thuật tỉnh Thanh từ những ngày đầu thành lập không chỉ là dịp sinh hoạt chuyên môn học thuật sôi nổi, buổi tọa đàm còn là hoạt động tri sâu sắc những cống hiến đóng góp của nhà thơ Minh Hiệu và nhà thơ nhà văn Hà Khang cho nền văn học xứ Thanh và cả nước. Đây cũng là cơ sở để gợi mở nhiều góc nhìn mới, có ý nghĩa để các nhà lý luận, nhà văn, nhà thơ trong thời gian tới tiếp tục đầu tư nghiên cứu. Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, đã có hơn 4.000 người đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thanh Hóa để làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp và tìm kiếm thông tin việc làm mới không chỉ tìm kiếm việc làm trong tỉnh, nhiều người lao động còn đến trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh để tìm kiếm cơ hội đi xuất khẩu lao động sang các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Đài Loan, Algeria. Bên cạnh đó, đầu năm mới cũng là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng các vị trí việc làm. Hai tháng đầu năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của 32 doanh nghiệp với số lao động cần tuyển là 8.000 người, tập trung chủ yếu các ngành may mặc, giày da, nhựa, bao bì. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 2 năm 2024, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra xử lý 349 vụ vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,9 tỷ đồng. Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ, bình ổn giá cả, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức cho các đơn vị sản xuất kinh doanh ký cam kết không buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiêm vaccine là phương pháp đơn giản và hiệu quả giúp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Hiểu rõ những lợi ích này, hầu hết phụ huynh có con trong độ tuổi tiêm phòng vaccine đã theo dõi sát, đăng ký cho con tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các loại vaccine, kể cả vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa có khoảng hơn 600 cơ sở triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm dịch vụ. Sự phát triển đa dạng các cơ sở tiêm vaccine đã tạo điều kiện cho người dân dễ dàng đăng ký và đi tiêm phòng vaccine đúng lịch, đúng mũi tiêm. Ủy ban Nhân dân xã Trung Lý huyện Mường Lát đã đầu tư xây dựng đỉnh dốc cổng trời, thành điểm check-in mới cho nhiều du khách gần xa. Dự án đã hoàn thành vào cuối tháng 1 năm 2024 với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng từ một điểm dừng chân hoang sơ, nơi đây đã trở thành khuôn viên đẹp với trung tâm là một khối đá khắc dòng chữ, cổng trời mường lát, xung quanh được trồng nhiều loại hoa theo các mùa. Từ khi khuôn viên mới này chính thức đi vào hoạt động đến nay, đã có khoảng 5.000 lượt du khách tới tham quan check-in. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Sáng qua 24 tháng 2, Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc đã diễn ra tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới chung vui trải nghiệm không gian văn hóa đầy sức sống và sắc màu của các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc việt nam cùng với các hoạt động lễ hội văn hóa diễn ra trên khắp cả nước ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc được tổ chức hàng năm đã tái hiện tôn vinh giá trị văn hóa của các dân tộc anh em các nghệ sĩ nghệ nhân dân gian đồng thời thể hiện sinh động tình yêu cuộc sống tình yêu quê hương bồi đắp thêm sự phong phú của đời sống tinh thần của đồng bào củng cố tăng cường khối đại đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định số 194 ngày 23 tháng 2, ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mục tiêu nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch hành động quốc gia, thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách ra soát tăng cường, danh sách xám trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia. Chính phủ đã ban hành Nghị định 19-2024 sửa đổi bổ sung số điều của Nghị định số 48-2019 ngày 5 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ, quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước. Cụ thể, Ủy ban dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc, thuộc trung ương, Ủy ban dân cấp huyện quy định cũ Ủy ban dân cấp tỉnh, thực hiện thỏa thuận công bố mở đóng vùng hoạt động tại vùng 2. Theo quy định số 48-2019, vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước gồm hai vùng, trong đó vùng 1 là vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước càng biển hoặc khu vực hàng hải. Vùng 2 là vùng nước khác không thuộc vùng 1 được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong tháng 1 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt 1,49 tỷ USD, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là bốn thị trường xuất khẩu chính ngành hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ trong tháng 1 vượt đạt 1,49 tỷ USD, cho thấy tín hiệu phục hồi về đơn hàng thị trường Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa quyết định tăng quy mô gói tín dụng ưu đãi cho lâm sản thủy sản lên 30.000 tỷ đồng. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành ngân hàng đã triển khai gói ưu đái lãi suất tín dụng 15.000 tỷ đồng cho lâm sản thủy sản. Đối tượng vay vốn là khách hàng có dự án, phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực lâm sản thủy sản. Chương trình cho vay ưu đái này kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 với lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1 đến 2% một năm so với lãi vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ. Đến nay, gói tín dụng đã giải ngân hết 100% mục tiêu của chương trình cho trên 6.000 lượt khách hàng vay vốn. Từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 2, thanh niên các địa phương đủ điều kiện nhập ngũ sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Để việc vận chuyển công dân nhập ngũ về các đơn vị đảm bảo nhanh chóng an toàn đúng thời gian quy định, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần là đơn vị được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ vận chuyển công dân nhập ngũ năm 2024 trong toàn quân. Các đơn vị vận tải toàn quân trên cơ sở chỉ tiêu địa bàn, khả năng huy động lực lượng vận tải của các đơn vị quân đội trên địa bàn đóng quân, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân lực cung cấp để xây dựng kế hoạch vận chuyển, sử dụng phương tiện vận tải, phương thức vận tải phù hợp với đặc thù của từng đơn vị trong sự kiện cảnh sát Anh phát hiện và giải cứu 7 người nhập cư bị kẹt trong một xe tại cảng East Justice, New Haven, Anh vào ngày 16 tháng 2 vừa qua. Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland thông báo rằng vụ việc đang trong quá trình điều tra và xác minh. Hiện tại, những người nhập cư này đang được điều trị sức khỏe. Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam đã chặt chẽ liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương để đề nghị phối hợp theo dõi và sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với công dân Việt Nam nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của họ trong tình huống cụ thể khi xác định được là công dân Việt Nam. Từ Tết Nguyên đán đến nay, số ca đột quỵ nhập viện trong cả nước gia tăng mạnh, có nơi còn quá tải bệnh nhân cần can thiệp cấp cứu. Đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm, là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau tim mạch và ung thư. Để phòng tránh đột quỵ não, các bác sĩ khuyến cáo mọi người thực hiện lối sống lành mạnh khoa học, những người có bệnh nền cần tuân thủ chế độ dùng thuốc khi điều trị bệnh. Đặc biệt, người dân cần có kiến thức nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ để đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời, giảm được di chứng tàn tật sau này. Thời gian vàng trong điều trị đột quỵ là từ 4 đến 6 tiếng sau khi có dấu hiệu đột quỵ. Công an Lạng Sơn vừa phát hiện triệt phá một điểm trồng 3.800 cây thuốc viện tại địa bàn giữa xã Lương Năng, huyện Văn Quan và xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn. Điểm trồng này có diện tích 202m2, và đang trong quá trình sinh trưởng với chiều cao từ khoảng 15 cm đến 30 cm. Vị trí trồng cây thuốc viện nằm sâu trong rừng, cách khu dân cư khoảng 3 đến 4 giờ đi bộ, được bao bọc bởi các dãy núi đá để hình hiểm trở và không có đường mòn qua lại. Tổ công tác đã ngay lập tức lập biên bản phá nhổ và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số cây thuốc viện này. Hiện cơ quan công an đang tích cực xác minh người gieo trồng để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Trước tình hình nắng hạn đến sớm và gay gắt, làm gia tăng nhanh mức độ cảnh báo cháy rừng tại Cà Mau, ngày 24 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại vùng rừng U Minh Hạ nhằm chủ động trước các tình huống có thể xảy ra trong mùa khô hạn dự báo sẽ còn kéo dài. Địa phương huy động lực lượng khi có cháy xảy ra. Đồng thời, các lực lượng chuyên trách tổ máy bơm thường xuyên ứng trực 24 trên 24 giờ, kiểm tra sửa chữa mua sắm các trang thiết bị dụng cụ, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có lệnh điều động. Ban chỉ đạo các cấp theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời xử lý khi có cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26 tháng 2, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời rét, phía nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, phía nam có nơi 20 đến 22 độ. Cao nhất ở phía bắc 19 đến 22 độ, phía nam 25 đến 28 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.